cây máu rồi. Trong khi đó 72VT với ba người đang tập trung tấn công của anh ta thì đây có thể là một cái sự nguy hiểm dành cho Shadow HP. Và các bạn đang thấy một điều rằng Shadow HP ta không phung phí thời gian khi ép kẻ địch ở trong khu vực này. Các thành viên đến từ WEG họ đang đổ dồn xuống và chuẩn bị một pha ép giao tranh giữa WEG cùng với 72VT. Đây là những gì mà tôi đang nói đến, tức là một thành viên của 72 Vũng Tàu mà vòng ra đằng sau thì chắc chắn là Shadow HP sẽ phải nằm. Và đó là chiến thuật mà 72VT đã thực hiện cực kỳ tốt đi. Một pha đọc vị trí ổn, cố gắng để lại 2 đến 3 người để khiến cho Shadow HP không biết được rằng có người ở khu vực đó. Và ngay lập tức một thành viên di chuyển từ khu vực dưới lên và móc một pha cực kỳ chí mạng. Phía này tiếp tục có giao tranh, WEG đang bị tấn công và đã không chống chịu nổi. Sát thương là quá nhiều đến từ vị trí ở trong gà. Có người bị nốc rồi, Pell đứng phía bên trên kia, anh ta đang nhắm xuống dưới. Anh ta có một khẩu ska và cố gắng tấn công vào những thành viên đang đứng đơn lẻ của bên phía 72VT. Nhưng có vẻ như WEG bị nhiều người nốc hơn. Các bạn có thể thấy được là Bell anh ta đang được bắn nhưng anh ta lại chuyển sang cuốn máu vì nghĩ rằng đồng đội của anh ta sẵn sàng có thể hạ được kẻ địch. Nhưng vừa rồi là một pha sai lầm và tất cả các thành viên còn lại của WEG đang bị nóc và còn duy nhất một mình Bell sau một cái cột thôi. Và các thành viên của 72VT họ sẵn sàng tràn lên để giành được chiến thắng và sẵn sàng có một pha quét sạch cho WEG. Và ở thời điểm hiện tại thì 72VT không hề nôn nóng một chút nào cả. Tú bắt đầu đẩy lên rồi, anh ta đang cầm cho mình đó khẩu M1014. Chú Pell đang là mục tiêu tiếp theo nhắm tới, tường băng được ném ra. Nhưng chú Pell đã bị lộ vị trí rồi, bắn rất ghê và WEG là đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi bản đồ này. Khá là đáng tiếc cho WEG, họ hoàn toàn không giành được những kết quả thuận lợi trong những giai đoạn đầu game. Và bây giờ họ đã phải mất đi cơ hội chơi tiếp tục của ván đấu này. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có 11 đội, cùng với đó là 44 người còn sống và 4 người đã phải chính thức chia tay cuộc chơi. Đó là các thành viên đến từ WEG. Tôi cứ tưởng rằng với những cái lợi thế đó là Isua 845 dán anh ta tấn công hạ nốc kẻ địch, cầm cho mình bóng keo chèn ngay bức tường lại để không có khả năng cover nào và lấy đi 20 điểm. Bên này VTV đang lấy lại những gì đồng đội của mình đã mất, hạ ngay một thành viên đó là God DZ, nhưng anh ta cũng trả lại bằng 170 sát thương, nốc một thành viên đến từ Isua 845. Liệu rằng cái mạng của Thanh Nhã có thể đổi được và pha quét sạch không? Isua 845 bắt đầu tấn công vào, họ đục tường băng, họ muốn sang bên kia, họ muốn chơi, nhưng ngay lập tức rằng bên phía còn lại thì Refund Free Fire họ thi đấu chậm lại một nhịp. Họ ném tường băng và bây giờ họ phải phá tường băng đi, nhưng không, Refund họ đang muốn lấy lại biết nhà rồi đã mất. Còn bên kia Cloud lại tấn công vào các thành viên đến từ Esports 845 và họ đang mất đi một thành viên nữa. Esports 845 bây giờ chỉ còn 2 người thôi, họ bắt đầu chơi biết nhà. Và tôi nhớ rằng trên người của các thành viên bên với Esports 845 có rất nhiều máu, rất nhiều bom keo. Nhưng cái lượng bom keo, những cái lượng máu này có thể đảm bảo cho họ có thể sống sót hay không thì điều đấy cần phải hỏi xem rằng bên phía Refund Free Fire muốn đẩy vào hay không. Có vẻ như là họ đã di chuyển rồi. Tiếng súng đã nổ lên và họ còn gọi thêm được cả King of Free Fire đến cho những pha giao tranh vừa rồi. Rất nhanh chóng có giao tranh, King of Free Fire họ tiến đến và liệu họ có còn lời càn quét khu vực này hay không. Tiếp nữa, map của chúng ta đã sắp di chuyển vào một lần nữa và các đội tuyển họ cũng đang nhanh chóng lút đồ, và đặc biệt xa xa hơn đó là 72VT. Lần này các bạn có thể thấy được là trên màn hình map họ đang vẫn di chuyển cực kỳ an toàn, không va chạm với bất cứ đối thủ nào, và khi vào đến trong bo họ đã định hướng sẵn cho mình những khu nào mà mình sẽ là nơi căn cứ của mình để càn quét những đối phương hoặc cam vòng bo của mình. Vòng bo tiếp theo sẽ là một vòng bo mà có lượng sát thương bắt đầu tăng lên khá đáng kể, và điều đấy khiến cho những đội tuyển từ phía đằng xa phải di chuyển vào khu mà cái vòng bo tới đang co vào, một nơi mà có nhiều những cái địa hình phần nào đấy khiến cho họ phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì đây là một nơi rất khó công, dễ thủ nhưng khó công, và đặc biệt là với những cái căn nhà mà nhiều chi chít như vậy, nó nhiều tầng nữa thì khiến cho những cái đội tuyển phải cực kỳ cẩn trọng. Không ít đội tuyển đã phải bỏ hết cả tất cả những thành viên của mình trong một pha công nhà mà hoàn toàn vô ích với đối phương. Theo tôi dự đoán thì cái vòng bo này sẽ di chuyển về khu vực thị trấn. Nếu với vòng bo này thì tất cả mọi người đang có thể nhìn thấy được vòng bo đang thu vào, và tôi giác cắt dựng di chuyển được thị trấn. Người phán xử, và bây giờ người phán xử đang đổ súng vào Rio TV, và người phán xử đã nhìn thấy ngay lập tức họ tấn công vào, không để Hà Nội tìm có thể tiếp tục bước đi. Bắn rất hay đến từ bên phía người phán xử, họ quyết tâm giữ lại khu vực này dành cho mình. Và ở thời điểm hiện tại khi mà các hòm thính đã bắt đầu được kích hoạt thì ngay lập tức bên phía Hà Nội tìm có một người bị bắn nóc rồi. Đấy là lộn số team tìm thấy vị trí của Shaq. Hòm thính đã được ném ra, đây là thời điểm mà tất cả các team họ đều gọi thính. Thứ nhất, căn nhà của họ đã đủ an toàn rồi thì họ gọi thêm thính để làm lá chắn tiếp tục cho mình ở cánh cửa. Cộng thêm nếu có M79 thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn đây Shaq anh ta đang được bán và hướng lên tầm nhìn tòa tháp phía trên, đó là lộn xộn team. Mèo bị câu kéo đi khoảng 20 máu thôi.
và vị trí của Hà Nội Team bây giờ đang phải 1-2, nó rất khó. Phía bên này có vẻ như Rampage đã hạ gục được một thành viên của bên phía ProA rồi. Tiếp theo là tiêu diệt hoàn toàn luôn. Destiny đã không còn trên bản đồ nữa. ProA đang phải chống trả lấy những đợt sát thương quá kinh khủng đi. KO đang muốn đẩy lên, lựu đạn được lôi ra rồi. Đã bắt đầu ném lựu đạn một cách công nhà cực, một cách công người cực kỳ khoa học và sách giáo khoa. Nổ đi tường băng rồi. BDT bắt đầu bị di chuyển đi. Và anh ta không thể giúp cho đội tuyển của mình có được top 1 lần nữa. Rất đáng tiếc nhưng Rampage đang trở lại một cách đầy mạnh mẽ. Họ có những điểm hạ gục cực kỳ thuyết phục. Và vừa rồi là một pha ép lựu đạn như sách giáo khoa của chúng ta hay nói, đó là vứt lựu đạn ở một phía sát với bom keo để ép kẻ địch phải dậy nhảy ra ngoài và chúng ta sẽ xả sát thương vào bên còn lại. Nhưng vừa rồi cũng chưa cần đến mức như vậy và họ vẫn giành được chiến thắng. Và vừa rồi Miu Bạch cũng đã được cứu như vậy. Rampage đã giữ được hoàn toàn đội hình của mình trong pha tấn công vừa rồi. Nhưng nên nhớ ProA xa 15 tên, anh ta đã bị bắn từ tầm xa. 5CB nhấp giả rất kinh với khẩu ska của mình. Anh tiếp tục tấn công bằng ống ngắm X4 và chắc chắn là hạ gục được ProA xa 15 tên. Rất tuyệt vời bởi 2VT họ đang làm được cái chiến thuật mà họ rất mong muốn, đó là cam và có thêm những điểm hạ gục càng về cuối, sau đó tung toàn bộ sức mạnh của mình ở những pha giao tranh quan trọng, giành được vị trí top 1. Anh có thể thấy rằng trong ván thi đấu lần này các đội tuyển thi đấu cực kỳ là nhã nhặn và cực kỳ là bình tĩnh mà thôi. Vẫn còn đến 11 đội tuyển còn sống trên bản đồ và 36 người, tức là thỉnh thoảng những đội tuyển này chỉ mất đi 1 đến 2 thành viên. Không quá đáng lo, vẫn có thể đảm bảo được cái khả năng tiến sâu vào trong những cái top cao hơn của bảng xếp hạng. Và chúng ta đang nhìn tầm nhìn của bên phía Golden Queen tấn công vào 72VT. Họ không muốn 72VT tấn công ở đây được bởi vì khẩu ska trong tay của Sơn Q đang bắn ra rất ác liệt. Phía bên ngoài những họp thính đã được gọi ra rồi. Và với tầm này thì của Sơn Q anh ta không thể nào cùng với phía 72VT được. Thứ nhất là có hàng rào, với thứ hai là những cái pha bắn vào cửa sổ của anh ta không mang lại hiệu quả gì cả. Và chỉ cố gắng giữ cho 72VT ở phía ngoài bo mà thôi. Đó là những gì bên phía của Golden Queen đang thể hiện. Họ tiếp tục tấn công cho phía 72VT biết rằng ở thời điểm hiện tại khu vực này đã có chủ rồi. Và không chỉ những cái phát bắn này sẽ để lộ vị trí họ. Vừa rồi là M79 bắn nóc một người và ProA đã bị hạ hoàn toàn khỏi bản đồ. Họ chính thức bị quét sạch khỏi cuộc chơi. Ở phía bên này, GoOnWin vẫn đang lăm le với các đối thủ bên cạnh của mình, đó là King of Free Fire. Và khi chúng ta nhìn thấy M79 xuất hiện trên bản đồ thì có lẽ rằng ván thi đấu đang đẩy lên đến một hồi cực kỳ gay gấn, khi mà những pha giao tranh có thể được thay đổi chỉ trong 1 đến 2 phát bắn mà thôi. Chưa kể Groza và rất nhiều những thành viên của bên phía Rampage đã bị nốc từ bên phía ngoài bo thì phải. Và điều đấy khiến cho bên phía của Rampage rất khó khăn để tiếp tục duy trì top hạng của mình. Và Rampage đã bị hạ. Rất đáng tiếc họ quá mải mê và dành thời gian cho giao tranh ở phía khu vực ngoài vòng bo. Và khi bo thu vào thì tất cả các thành viên của họ đều đã phải nằm ngoài bo. Nhưng đó cũng là một yếu tố quan trọng khi họ không để mất điểm vào tay đối thủ của mình. Lộn Xộn Team có một lối chơi vô cùng chắc chắn, họ ném hòm thính ra phía bên ngoài cửa kia, chặn đi hoàn toàn lượng sát thương cũng như khả năng tấn công vào của đối phương. Sau đó chơi thủ một cách cực kỳ là ngay ngắn và điều đấy khiến cho những cái vòng bo tiếp theo nếu có ở khu vực này thì bên phía Lộn Xộn đang có được một lợi thế vô cùng lớn. Người phán xử vẫn chưa quyết định là muốn công ra sang bên phía Hà Nội Team. Hà Nội Team bây giờ cái thế một cổ hai trọng họ đang rất khó thoát. Nhưng cũng sao, tại Hà Nội Team họ vẫn giữ được đội hình của mình 4 người. Và anh có thể nhớ lại Hà Nội Team họ có những pha công tốt, có thể đối đầu cùng một lúc đến hai team, họ giành được kết quả và vượt trội hơn cả những gì mình mong đợi, đó là clear được cả hai team địch. Và chúng ta vẫn trông mong vào một màn thể hiện tốt đến từ các thành viên đến từ đại diện cho khu vực Hà Nội. Đúng là như vậy, bên phía Hà Nội Team cái điểm cộng lớn nhất của họ chính là vẫn còn đầy đủ cả 4 thành viên, mặc dù vòng bo có nghiệt đến như thế nào đi chăng nữa. Liên tiếp là những pha chuyển sang các đội tuyển như là Esports 845, hai thành viên còn lại Esports 845 vẫn đang có được một cái khoảng thời gian có thể nói là trước cơn bão vô cùng yên ổn thời điểm này. Nhưng nên nhớ rằng vòng bo không đứng ở phía họ nên bắt đầu di chuyển dần đi là vừa 42 giây nữa thôi. Và trận đấu này các bạn có thể thấy được là các team không quá vội vàng di chuyển vào ngay vòng bo. Ở phía bên ngoài vòng bo đang có ít nhất là khoảng 4 team đang khu vực ngoài vòng bo và họ gần như là sát với nhau. Nếu như một đường bo đẩy vào tôi nghĩ họ hoàn toàn nhìn thấy nhau. Và những pha chạy chéo song song tấn công vào nhau thì ai là người có lợi thế hơn về mặt địa hình, ai là người có mặt lợi thế hơn về hướng của các team di chuyển thì họ sẽ là người giành chiến thắng và đạt được nhiều kill nhất. Đặc biệt là các đội tuyển có cái kỹ năng, có những thành viên có cái kỹ năng phải gọi là di chuyển song song, tức là bạn vừa di chuyển vừa bắn từ 3 đến 4 viên đạn để có thể khiến cho đối phương bị nốc ở phía bên ngoài bo là cực kỳ tốt. Và đội người chơi có khả năng tốt đấy nhất đó vị trí Thanh Nhã thì anh ta đã bị loại khỏi ván thi đấu này rồi. Trong khi đấy thì Lộn Xộn Team vẫn đang tiếp tục giằng co cùng với Cloud và Hà Nội Team ở thời điểm hiện tại. Và vừa nhắc đến xong thì Văn Mèo đã bị hạ nốc rồi. Và bên này Esports 85 nghĩa DZ anh ta bị chính thức chia tay khỏi cuộc chơi. Và vị trí của Mixx anh ta đã làm rất tốt công việc của mình. Anh ta cố gắng ngăn cản các thành viên còn lại của GoOnWin cứ tiến vào vị trí ở vòng bò. Và Mixx đang tiến công vào, anh ta là thành viên, anh ta là niềm hy vọng cuối cùng của phía Refund Free Fire. Có vẻ như đến thời điểm này các team họ đã bắt đầu quen với nhịp độ trận đấu, đã bắt đầu tính toán đến những chiến thuật mới. Và đặc biệt hơn GoOnWin đã không rồi. King of Free Fire họ đang comeback trở lại cực kỳ mạnh mẽ với hai điểm hạ gục.
Và ở thời điểm gọi King of Free Fire đang có muốn ý định đẩy lên cực kỳ căng thẳng ở thời điểm này rồi. Với MP40 trong tay, với cả Scar trong tay, anh chàng Kun này đang muốn chơi tất tay trong một cái ván cược mà có vẻ như họ muốn chơi cược với những thành viên đứng ở phía bên ngoài vòng bo kia. Cloud đã bắn nốc được một thành viên của BVH Hà Nội Team, đó là vị trí của Shake. Anh ta liệu có được đồng đội của mình cover hay không? Khi đất thì càng ngày càng chặt, mà số lượng người thì rất là đông. Và Xỉu Nhi cũng là người tiếp theo bị hạ nốc bởi Cloud Panda. Và vị trí của Nam CV, anh ta đây lập tức bị nốc sau một pha cố gắng ném lựu đạn vào viên phía nhà của King of Free Fire. Và King of Free Fire bây giờ bắn nốc được một người rồi, họ phải di chuyển ra ngoài phía bo nhanh thôi, bởi vì họ không muốn trở thành con mồi của 3 đến 4 đội quyền từng tấn công vào đây. Và các bạn có thể thấy được bây giờ các team đang rất là sát sạt nhau. Chúng ta đang chuyển đổi, bắt đầu đổi súng rồi. 72VT Tú anh ta đang cố gắng tấn công vào King of Free Fire. King of Free Fire đã tìm được một ngôi nhà thứ hai dành cho mình. Họ leo lên tầng 2 cực kỳ nhanh và 72VT lại làm trượt mất đi cái cơ hội để có thể tiêu diệt được Hà Nội Team trong King of Free Fire trong ván này. Còn đây là Trọng Gà, anh ta đang về với đồng đội của mình. Và Nam CB anh ta đã bị gạt dò khỏi cuộc chơi này rồi. Bên này King of Free Fire clear đang bị bắn nhưng khá là may cho anh ta di chuyển lên tầng 2 nhanh và tránh được rất nhiều sát thương đến từ kẻ địch của mình. Một pha tường băng cực kỳ chí mạng mà thôi rồi. Trọng Gà anh ta đang cực kỳ khó để có thể di chuyển ra. Bên phía 72VT đang mất dần những thành viên với những lý do tôi không biết là nói như nào nữa đây. Và bên phía 72VT họ không còn lựa chọn nào cả, họ phải không. Và với pha công như này, 72VT vẫn còn một người sống mà họ không còn ai sống cả. King of Free Fire và người phán xử họ đang liên tiếp hạ gục những kẻ địch của mình và có thêm những điểm hạ gục. Với trận đấu này cực kỳ căng thẳng và ai sẽ là người giành được top 1 trong trận đấu này đây? King of Free Fire họ đã chọn cho mình được căn nhà an toàn trong bo. Bây giờ việc của họ là xả sát thương và lấy cho mình những điểm hạ gục tiếp theo. King of Free Fire đang đứng phía bên ngoài ở khu vực nhà tầng 2 này, họ đang có lợi thế rất lớn để tiêu diệt cả Lộn Xộn Team cũng như đội tuyển khác nữa. Nhưng chưa, hãy để xem Lộn Xộn Team có thể làm được gì, liệu họ có thể tạo nên sự đột biến như cái cách mà họ đã tiêu diệt Hà Nội Team hay không. Bắt đầu tấn công lên và chúng ta nhìn thấy DNP anh ta chạy đầu tiên, vị trí của Brazil anh ta đứng phía bên ngoài kia, anh ta muốn bắn và MP40 của Quantari kill rất tuyệt vời. Người phán xử đã không còn ai trên bản đồ nữa. Bên phía của Lộn Xộn Team muốn công lên. Bây giờ thì King of Free Fire mới là người chủ động hơn, họ dâng lên tấn công rồi. Một bàn cực kỳ tốt đó là Brazil. Nhưng không, King of Free Fire mới là đội tuyển giành được top 1. Và ngay lập tức King of Free Fire họ đưa ra quyết định tấn công lên, họ tràn lên và bắn ở hai hướng cùng một lúc. Còn chỉ lại duy nhất hai thành viên của Lộn Xộn Team, họ không thể làm gì khác bằng việc nằm xuống và nhận cho mình vị trí top 2. Tôi đố anh Huy Hoàng Huy Cây một câu là liệu rằng trong pha xử lý vừa rồi, nếu đổi một thành viên của Lộn Xộn Team là anh chàng Thanh Nhã thì anh ta có thể ngăn cản King of Free Fire tiến vào top 1 hay không? Chúng ta rất khó có thể nói được cái điều đó, tại vì vừa rồi các bạn có thể thấy được đó là một cái khu vực mà bằng phẳng, bom keo được dựng lên.